Mình là Quỳnh Nga Và mọi người có biết không Phụ nữ ngoài 30 thì cái vấn đề dấu hiệu lão hóa rất là quan trọng Vì là đến cái tuổi mà bắt đầu da bị nám này Rồi là bị nhăn này Hơn hết rằng là làn da của mình không còn trắng sáng nữa thì đấy là cái điều mà không phải chỉ Quỳnh Nga mà tất cả các chị em đều quan tâm đúng không ạ và Nga thì Nga rất là đau đáu một cái vấn đề là không biết là tìm ra một cái sản phẩm gì để dùng cho làn da của mình hiệu quả mà nó không mất quá nhiều thời gian thì đây chính là cái sản phẩm đó bộ đôi chống lão hóa Bora như mọi người nhìn thấy thì đây chính là cái sản phẩm mà trong thời gian vừa qua Nga đã tìm hiểu và đang Nga đã dùng thử trong 3 tháng mọi người ạ mọi người biết không bản thân mình là một người rất là kỹ tính chính vì vậy là mình muốn muốn dùng một cái sản phẩm gì thì mình cũng tìm hiểu rất là kỹ là không biết là thành phần của nó có những gì rồi nó có được giấy uh, cấp giấy phép của bộ công an hay không bộ y tế hay không thì nga khi mà dùng sản phẩm này thì chỉ khoảng tầm một tháng thôi thì nga đã thấy rằng là cái làn da của mình nó thay đổi rất rất là rõ rệt rồi như mọi người đang nhìn thấy thì cái làn da của nga nó rất là căng mịn trắng hồng nhưng mà trước đây khi mà nga không biết rằng nga phải dùng sản phẩm gì thì nga đã à, bị nám một chút ở hai bên gò má này rồi là cái dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện ở dưới mắt thì làm cho nga rất là lo lắng bởi vì một cái người diễn viên thì luôn luôn mong muốn rằng là hình ảnh của mình sẽ được đẹp nhất hoàn hảo nhất chính vì vậy mà nga tìm ra được cái sản phẩm này thì ngay ngày hôm nay nga phải chia sẻ với mọi người để mọi người có thể thêm một cái bí kíp của mình để giúp cho làn da của mình trở nên đẹp hơn cũng như là trắng sáng như da của mình nói đến đây thôi thì bây giờ sẽ nói kỹ hơn một chút vào hai cái sản phẩm này À, vì sao mà nga lại nói hai cái sản phẩm này thần thánh đến như vậy bởi vì khi mà nga biết rằng là những cái thành phần ở trong hai cái lọ nho nhỏ này thôi nhưng mà nó rất là có võ đầu tiên thì nga sẽ nhắc đến là cái lọ huyết thanh trị nám bora đây chính là cái lọ cực kỳ quan trọng đối với làn da của mình Mọi người biết không, mỗi một ngày mình bước ra đường với cái ánh nắng rất là gay gắt Và với cái khói bụi như hiện nay thì làm cho cái làn da của mình trở nên bị nám Và chính vì vậy cái làn da của mình nó không được đều màu Và khi mà Nga tìm hiểu cái lọ Bora huyết thanh trị nám này Thì Nga được biết là trong này có chứa rất là nhiều cái thành phần rất là tốt cho làn da của mình Đầu tiên thì là chiết xuất từ dừa Sau đó là chiết xuất hoa hồng này, hoa cúc này, chiết xuất dịch nhầy ốc sen và còn rất rất là nhiều những cái thành phần khác nữa để giúp cho cái làn da của mình trở nên mịn màng hơn và uh, khi mà mình tìm hiểu bất cứ một cái sản phẩm nào ấy thì nga cũng muốn rằng là khi một cái tinh chất nào đó thoa lên da của mình thì nó có dễ chịu hay không thì nó có dễ chịu hay không rồi là cái mùi hương của nó có làm cho mình thoải mái hay không thì khi mà nga dùng cái lọ huyết thanh trị đám bora này thì cả cái ha khi mà nó thoa lên da của mình sẽ giúp da của mình trở nên mịn màng hơn và nó rất là dễ thẩm thấu vào dưới da của mình mọi người ạ và tiếp theo là đến lọ kem chống lão hóa Bora với thành phẩm chính là peptide và mọi người biết không peptide là một cái thành phần rất là quý và rất là đắt trong này thì peptide chứa huyết tương thỏ dầu tiểu cầu và peptide từ mầm lúa mạch lẫn như là mầm gạo và trong cái ba cái sản phẩm này thì cái sản phẩm đắt nhất thành phần đắt nhất đó chính là peptide chứa huyết tương thỏ dầu tiểu cầu mọi người ạ bất cứ một cái lọ sản phẩm nào có cái thành phần này thì đều rất là tốt cho làn da của mình nhưng mọi người được biết là sau khi làn da của nga dùng bộ đôi sản phẩm này thì mọi người có thể thấy rằng làn da của mình trở nên được tái tạo hơn, căng mịn hơn, được sản sinh collagen nhiều hơn, giúp da được tái tạo năng lượng, cũng như là làm bay nám. Tất cả những cái vết chân chim của làn da của nga sau được 24 ngày được thay đổi hoàn toàn. Và với cái người mà thường xuyên phải đi ra ngoài đường tiếp xúc với ánh nắng khói bụi và tiếp xúc với rất là nhiều máy quay này đèn này làm cho làn da của mình trở nên yếu đi mỏng đi thì sau khi mà dùng sản phẩm này hơn một tháng thì nga đã thấy làn da của mình có hiệu quả rất là rõ rệt như mọi người có thể nhìn rõ như thế này và tất cả những cái chị em phụ nữ mà có chung cái nỗi băn khoăn như làn da của nga thì mọi người có rất là lo lắng là không biết là sau khi dùng cái bộ sản phẩm này thì nó có giúp cho làn da của mình trở nên đẹp hơn hay không nó có mất nhiều thời gian hay không như những cái bộ sản phẩm trước mọi người hay dùng hay không thì uh, Nga nói luôn mọi người là hai cái sản phẩm này nó rất là tiện lợi Bởi vì sao Nga lại nói là tiện lợi? Bởi vì nó có chứa rất là nhiều những cái công dụng, những cái tính năng Mà chỉ trong hai lọ này thôi nó đã làm cho làn da của mình đẹp lên Rất là mất những cái nhiều bước như là những cái lọ sản phẩm trước Nga từng dùng là 7-8 bước trước khi đi ngủ Thì thú thật mọi người là sau khi mà Nga đi làm về Nga rất là mệt Nga chỉ muốn dùng những cái sản phẩm gì đấy nó có hiệu quả Và nó có nhiều công dụng trong cái sản phẩm đấy như là cái bộ đôi dựng trắng da Bora này thôi mọi người

Nói đây thì mọi người cũng biết rồi, chỉ dùng bộ sản phẩm chống lão hóa Bora chưa đầy một tháng mà làn da của Quỳnh Nga đã có cải thiện rất là nhiều. Và trong cái thời gian đấy thì mọi người biết không, uh, Nga thường xuyên phải đi quay này, đi chụp thì Nga rất là lo lắng rằng là làn da của mình nó có bị nám sạm trở lại hay không. Thì mọi người có thể thấy là trong 3 tháng mà Nga sử dụng thì làn da của Nga còn đẹp hơn và mịn màng hơn nữa. Rất là nhiều chị em lo lắng bởi vì có rất là nhiều những bộ sản phẩm nó dùng quá nhiều bước vì mỗi một loại sản phẩm nó chỉ có một cái công dụng mà thôi. Nhưng khi mọi người bộ ra mọi người dùng cái bộ sản phẩm chống lão hóa Vora thì mọi người có thể thấy từ nãy đến giờ mỗi một cái thành phần ở trong cái lọ huyết thanh hay là lọ kem dưỡng da chống lão hóa thì nó đều làm cho cái làn da của mình trở nên mịn màng đẹp hơn. À, khi lúc nãy nga chưa nói về cái thành phần ở trong cái lọ huyết thanh đó chính là thành phần chiết xuất từ trà xanh thì cái thành phần đấy nó sẽ giúp da của mình mịn màng hơn trắng sáng hơn và đặc biệt là còn chống UV nữa mọi người ạ. À. Mọi người khi mà đi ra nắng ấy, thì mọi người thấy là tất cả những ánh nắng sẽ làm cho cái làn da của mình trở nên bị nám nhiều hơn. thì cái thành phần chiết xuất từ trà xanh nó giúp cho làn da của mình chống lại tất cả những cái tia cực tím đó. Ngoài ra thì ở trong cái lọ kem chống lão hóa Bora thì nó có một cái thành phần mà nga nghĩ rằng là từ nãy đến giờ nga đã rất là nhiều rồi, đó chính là peptide, thì cái thành phần peptide ở trong kem chống lão hóa Bora nó làm cho cái làn da của mình trở nên chống lão hóa, chống chạy xệ và nó sẽ làm cho làn da của mình luôn luôn được nâng cơ lên. Đấy là cái thành phần mà Nga cảm thấy rất là thích ở trong cái bộ đôi sản phẩm này. Và như mọi người đã biết thì tất cả những cái sản phẩm mà dùng như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều bước. Nhưng tại sao ở trong cái bộ sản phẩm chống lão hóa Bora này nó lại chỉ có hai lọ như này thôi? Bởi vì nó có rất là những cái tính ưu việt ở trong bộ sản phẩm này và nó sẽ giúp Nga không phải dùng quá nhiều bước như là những cái lọ trước đây mà Nga từng dùng 7-8 bước trước khi mà Nga đi về nhà Nga dùng như vậy thì Nga cảm thấy rất là mệt Bởi vì sau một ngày làm việc rất là mệt rồi Mình lại phải dùng hết kem chống lão hóa hết, kem trị nám rồi kem dưỡng trắng Hay là tinh chất làm cho làn da trở nên căng mọng hơn Thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi Nhưng khi mọi người dùng cái bộ huyết thanh chống lão hóa này Thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ làm cho làn da của mình mịn màng hơn Và chỉ trong cái hai lọ này thôi mọi người ạ có một điều đặc biệt là khi sử dụng bộ đôi sản phẩm chống lão hóa Bora thì nga cảm thấy hết sức là thích bởi vì nó rất là tiện lợi này là giá cả thì hết sức là hợp lý và nó lại chỉ có hai bước như thế này thôi làm cho nga cảm thấy không mất quá nhiều thời gian như những cái bộ sản phẩm khác và mọi người biết không với cái tình trạng à, da của mỗi người thì nó sẽ cho ra kết quả à, cái thời gian chăm sóc da khác nhau nhưng với bộ đôi sản phẩm này thì bây giờ nga sẽ giới thiệu với mọi người cách sử dụng nó như thế nào nhé sau khi mọi người rửa mặt sạch thì mọi người sẽ dùng dùng đến lọ huyết thanh trị nám Bora này Mọi người chỉ cần mở ra và cho mỗi một giọt rất là nhỏ ở trên da Và sau đó thì mọi người mỗi nhẹ để cho nó thẩm thấu ở dưới da của mình. Mọi người biết không, cái thành phần chính của huyết thanh đó chính là HA. Mà HA thì nó sẽ đưa dưỡng chất vào trong da nhanh hơn, giúp da của mình trở nên mịn màng hơn. Và cái huyết thanh thì nó rất là dễ bị hút ẩm ngược, nó làm cho mình dễ bay hơi. Thì sau đó mọi người phải dùng đến kem chống lão hóa mọi người ạ. Và đây, mọi người dùng bộ kem chống lão hóa Bora này, thì mọi người cũng chỉ cần... À, mở nắp ra mọi người ấn cái lọ chống kem chống lão hóa này mọi người thoa lên năm điểm ở trên da của mình và sau đó thì mọi người phải làm gì mọi người biết rồi đúng không ạ mọi người massage khi mà mọi người massage thì mọi người biết không đó chính là cái lúc làm cho tất cả những cái dưỡng chất của uh, kem này nó sẽ thẩm thấu ở dưới da của mình và nó sẽ phát huy hết tất cả những cái tác dụng của kem nó làm cho làn da của mình trở nên chống lão hóa này không bị nám này không chảy xệ và đặc biệt là còn làm da trắng hồng hơn nữa và với cái da của mình cái tình trạng nám của mình ý, thì nó sau khoảng hơn một tháng Nga thấy cái hiệu quả nó rất là rõ rệt và nó càng đẹp hơn sau khoảng 3 tháng sử dụng nhưng mà với cái tình trạng da của mỗi một chị em phụ nữ thì nó khác nhau, sẽ có người phải dùng đến khoảng 2 tháng thì mọi người mới thấy có hiệu quả hoặc là lâu hơn một chút, nhưng mọi người hãy nhớ là kiên trì phải dụng như Quỳnh Nga nhé Và mọi người biết không, nó đến đây rồi thì Nga nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà à, tâm đắc nhất về cái bộ đôi sản phẩm chống lão hóa này thì Nga cũng đã nói với tất cả chị em rồi. Hy vọng là sau khi mọi người dùng cái bộ sản phẩm này thì mọi người sẽ có một làn da mịn đẹp như là Quỳnh Nga và Nga cũng mong rằng là đây cũng chính là một cái bí kíp mà trong cái thời gian này để mọi người chăm sóc da trong thời gian tới mọi người sẽ gặp bạn bè, các chị em khác mọi người sẽ bị ngỡ ngàng bởi vì làn da của mình được trẻ hóa, chống lão hóa và hết nám, hết sạm. Và xin chúc tất cả các chị em sẽ có một làn da mịn màng, đẹp ưng ý và trong thời gian tới nếu mà da đẹp thì nhớ đừng có quên. Cảm ơn Quỳnh Nga đã gửi cho mọi người bí mật này nhé.